Hi chào các bạn thân mến mình là cô cô độ bé bự đấy à, hôm nay thì câu khẩu lại tiếp tục chia sẻ với chúng ta và ở đây thì câu khẩu đã lựa chọn ra những cái điểm hay tích lạ mà liên quan đến hai nội dung của các video lần trước thứ nhất là những nội dung tương tự như là hàng nga hậu nghệ những nội dung liên quan đến những ngày lễ tết Câu cầu sẽ đọc ở video ngày hôm nay Và sau đó thì cô sẽ lựa chọn những chủ đề na ná hoặc tương tự để đọc trong một cái video tiếp theo Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu với Nguyễn Tử Quang điển hay tích lạ Người chặt cây quế trong cung trăng Các bạn còn nhớ về nhân vật Ngô Cương hôm qua xuất hiện trong Hàng Nga và Hậu Nghệ không ạ? chính là cái người mà đệ tử đi theo sư phụ hậu nghệ và cũng là đệ tử đi theo cái ác của hậu nghệ và được hậu nghệ giao cho trông giữ hàng nga nhưng mà vì hàng nga đã ăn trộm mất cái cỏ linh chi và sau đó nuốt vào thì mới bay lên trên trời qua cửa sổ và ngô cương đã bị trừng phạt bị hậu nghệ trừng phạt bởi vì can cái tội là trông không kỹ nên là để cho hàng nga à, trốn mất cùng với lại con thỏ ngọc và bây giờ chúng ta xem là người chặt cây quế trong cung trăng là một câu chuyện như thế nào ở phần này ạ à. chuyện thần thoại sách dậu dương tạp trở có nói trong mặt trăng có cây quế cao năm trăm trượng dưới gốc có một người cầm búa chặt mãi nhưng chặt xong thì dấu chặt dính liền lại như cũ người ấy tên là ngô cương quê ở tây hà tu tiên có lỗi bị phạt chặt cây kịch thần thoại lên cung trăng của ngô tổ quang cũng có chép ngô cương và phùng mông là học trò của hậu nghệ nghệ sinh ở bờ biển đông tức nước hữu cùng võ nghệ phi thường sức có thể nhổ núi lấp sông lạ giỏi về kỵ xạ Hai người học trò cũng đều tài ba xuất chúng. Hậu nghệ có công bắn chín mặt trời cứu bá tánh già khỏi chết trong biển lửa, nên được nhân dân kính mến, suy tôn làm hoàng đế, lên làm vua. Nghệ lại cướp giật của cải của nhân dân. Ngôn cương lại tòng theo thầy làm nhiều điều tàn ác, giết chóc sinh linh vô số. Phùng mông là người hiền, can thầy can bạn không được bỏ đi theo dần nghèo chống lại thầy hậu nghệ bắt hằng nga làm hoàng hậu sợ nàng trốn nghệ ra một nơi và bắt ngô cương canh giữ một hôm nghệ đi săn hằng nga lấy cỏ linh chi tức là cỏ trường sinh của nghệ uống vào mình nhẹ bỗng nên nàng cùng con thỏ ngọc thố bay lên cùng chằng nghệ đi săn về thấy mất hằng nga nên tức giận bóp cổ ngô cương cho đến chết vong hồn ngô cương bay lên cung trăng gặp hằng nga định giết nàng để báo thù hằng nga hoảng hốt thì vừa lúc ấy nguyệt lão đến quát to ngày trước nhà ngươi giết hàng triệu sinh linh ngày nay phải chịu quả báo thế chưa biết ăn năn hối cải hay sao ngô cương đáp tôi chết rồi vì hằng nga trốn nên đại vương giết tôi tôi chết oan uổng nên hồn không tiêu tan tôi muốn trả thù cụ già mỉm cười, <cười> nhà ngươi chết như thế là phải lắm còn muốn sống làm sao nữa tôi hết lòng chung vì chúa đánh đông dẹp bắc ngày đêm lo việc trị dân cụ già gật gù hỏi <laughs> ê nhà ngươi có trị được không hay là càng trị càng dối tại đại vương quá giận nên giết tôi nếu mà không thì tôi có cách trị an thiên hạ thế cách gì ngô cương tỏ vẻ cương quyết diệt cụ già cười hà hà <laughs> nhà ngươi giết mấy chục năm rồi mà càng giết càng đông càng loạn đổ khủng, thân xác đã chết rồi mà hồn còn chưa tỉnh ngộ. Ngô Cương, có thấy cây quế kia không? Cụ già vừa nói, vừa đưa tay trỏ vào cây quế. Ngô Cương đáp, thấy, thế mà có quan hệ gì tới tội? Nhà ngươi, chặt cái cây kia ngã được thì mới có thể giết hết được người để bình yên thiên hạ được. Cụ già vừa mới nói xong, đưa tay móc túi lấy ra một cây búa, chào chào ngô cương. Hắn tiếp lấy búa, đưa thẳng lên, chặt vào cây quế. Lửa ở trong cây quế văng già, cương buồng búa suýt xòa kêu, Hồi, cây cứng quá! Cụ già cười xòa, phải, nó còn cứng hơn nhà ngươi. Ngô cương thẹn thủa, đưa tay nhặt lấy búa, đưa thẳng tay chặt lia lịa Lửa lại cứ bắn ra tứ tung Mỗi lần dở búa ra thì giấu chặt lại dinh liền như cũ Cụ già bảo Thôi không chặt được đâu Ngô cơm càu nhào Thay kệ tôi Cái đồ ngu đến chết vẫn không tỉnh Nhà ngươi thấy cái cây quế ấy Mày càng chặt thì cây nó càng lớn Càng cao càng đẹp sao hả Mày không nhìn thấy à Được mặc kệ cho mày chặt Ta đi đây Cụ già nói xong biến mất Ngô cương vẫn cầm búa, chặt mãi chặt mãi, chặt mãi mà cái cầy quế kia không bao giờ đứt, nó vẫn tươi sống đời đời kiếp kiếp. Các bạn thân mến, như vậy thì cái um, thành ngữ là ú cang trản quỷ, uh, ú cang phản uh, hay trản nhỉ? Trản à, uh, trản là chặt chém Ờ uh, ú cang trản quây, um, là ra đời như thế này. không hầu cũng không biết um, cụ thể của ừ. cái nguồn gốc của cái cái việc là ông Út Cang này ông ấy cứ chặt mãi cái cây quế đâu. Thế nhưng mà hôm nay đọc cái điển cố điển tích này thì mới biết à hóa ra là cụ thể là như thế. Ấy. Còn uh, khi mà học những cái thành ngữ ấy thì người ta cũng giải thích uh, sơ sơ đó là ông ngô cương này bị mắc tội cho nên là cứ chặt mãi chặt mãi chặt hoài tu tiên hung thành thế và ở đây thì câu gầu có một cái chút thắc mắc đó là uh, trong thủy hữu cũng thế cứ nói là lý quỳ cầm búa nhưng mà theo cái khái niệm của câu gầu thì cái búa là cái ví dụ như là để đập đá này hoặc là để đóng đinh hay là làm cái gì đó nó dùng để đóng nhưng có lẽ là cái khái niệm búa là từ cái phủ phủ chứ là cái dìu chứ cầm búa mà chặt thì chắc là không bằng cầm dìu đúng không ạ mà cái hình ảnh người ta vẽ thì nó là cái dìu vì thế nên có lẽ là búa là một cái cách gọi của cây dìu theo một cách gọi của vùng miền nào đó hay là cách gọi của người xưa có thể là như thế và ừ. cái tích này cũng khá là hay khá là thú vị ngô cương ú cang cương trong từ gọi là năng bướng ừ. cứng đầu cứng cổ <laughs> à, vâng ạ và bây giờ thì câu cầu đi tìm tiếp xem là chúng ta sẽ có những cái điển tích điển hay tích lạ về các ngày tết à, lễ ví dụ như là lễ hàn thực này hay lễ thanh minh này hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về tết đoan ngọ rồi đoan dương rồi thì bây giờ chúng ta còn Tết Thanh Minh này chúng ta còn Tết uh, Tết Hàn Thực Tết Thanh Minh rồi chúng ta còn cái um, Tết Trùng Dương nữa tức là Tết dành cho người cao tuổi của, của Trung Quốc các bạn có biết ngày uh, dành cho người cao tuổi của thế giới là ngày nào không ạ và ở Việt Nam là ngày nào không ạ? Rất nhiều người không biết ngày này, đó là ngày mùng 1 tháng 10 các bạn ạ. Cũng có một điều hết sức là phi lý đấy. Mùng 1 tháng 6 là ngày của thiếu nhi thì rất nhiều người biết bởi vì là các bạn có con nhỏ. Nhưng mà bố mẹ của chúng ta thì chúng ta không quan tâm cho nên là rất ít người biết là ngày mùng 1 tháng 10 là ngày các cụ cao tuổi. Ấy. Đấy và Câu khổ biết cái ngày này bởi vì là câu khẩu dạy cái bài Tết Trùng Dương ấy Thì là câu khẩu phải đi tra tài liệu để biết xem là So sánh những ngày Tết lễ Tết truyền thống của Trung Quốc Với những ngày lễ Tết của các nước của, Việt Nam Trong đó có Việt Nam thì biết rằng là Việt Nam chúng ta không có ngày lễ cao tuổi cho các cụ riêng Mà chúng ta ăn Tết chung với lại là Tết của những người cao tuổi trên thế giới Đó, thế còn Trung Quốc thì họ có Họ có ngày 9 tháng 9 là ngày Trùng Dương Và bây giờ thì chúng ta vừa ăn Tết Trung Thu xong và à, chưa bây giờ chúng ta mới đi đến tìm hiểu cái uh, nguồn gốc của Tết Trung Thu đã xong sau đó là chúng ta mới chuyển sang Tết Trùng Dương hôm trước chúng ta chưa nói về Tết Trung Thu chúng ta mới nói về chị Hằng chúng ta mới nói về bánh Trung Thu chứ chúng ta lại chưa nói về Tết Trung Thu vâng ạ các bạn chờ không cần một chút xíu rồi thì rồi lại quay về với cái cái file này nó rất là tiện đó là chúng ta có thể nhìn thấy um, Ờ, ở đây có rất là nhiều tích hay này ví dụ cái vải giống chua này à thảo nào thế thì tiện quá ừ. Ừ. ok phúc phượng cậu vậy wow. đi tìm chồng sư tử hà đông này là thắm đưa duyên. nhiều cái câu khẩu thấy nó cũng nhiều quá nhưng mà chắc là nếu mà bạn nào cần ấy, cần tìm hiểu thì các bạn cũng có thể tìm hiểu hôm qua câu cầu đem cái cuốn sách mà câu cầu download được này tặng cho gửi tặng cho một bạn bạn ấy cũng là người đọc truyện và giọng đọc của bạn ấy hay hơn giọng đọc của câu cầu nhiều vì bạn ấy là nam cho nên là giọng rất là hợp với đọc những cái chuyện trung đại trước kia câu cầu cũng tặng sách cho bạn ấy để bạn ấy đọc cho uh, khán giả nghe bởi vì uh, có nhiều tác phẩm văn học hay mà nhiều người không biết đến đó là tác phẩm mà uh, câu cầu tặng cho bạn đến cuốn uh, kim vân kiều chuyện uh, kim vân cầu, kiều chuyện này là cuốn này là cuốn sách giấy mà câu cầu mua từ hồi câu cầu học uh, đại học sư phạm học đại học sư phạm văn đấy uh, hồi đó phải dành dụng tiền học bổng để mua sách cho nên là những cuốn sách đó rất là quý giữ cũng hai mươi mấy năm rồi ấy, chữ đẹp lắm thế và câu nghe kênh của bạn ấy thấy bạn ấy đọc chuyện rất là hay, bạn ấy đọc liêu trai trí dị nghe ngủ rất là dễ ngủ, thế và um, cái giọng nói có thể nói là cái giọng nói uh, giọng đọc của bạn ấy là cái giọng mà có thể là dưỡng thương tâm hồn được ấy, <laughs> nó hay lắm. Thế và cô cầu tặng cho bạn ấy cuốn sách đó, sau đó là bạn ấy đọc hôm qua cô cầu ngó cái kênh của bạn ấy thì đã có tận 3.400 mấy người uh, tức là vào nhấp vào để nghe cái kim vân Kiều chuyện của bạn ấy đọc thế và cơ cầu cũng gửi tặng cho bạn ấy cái cuốn này cơ cầu nói là chị tìm được cái cuốn rất là hay và giọng của em cũng rất là hợp để học đọc những tác phẩm trung đại cổ đại thế thì nếu như mà hợp thì là em nên tìm để em em đọc và chia sẻ với nhiều người biết hơn bởi vì bạn vừa được nghe những nội dung hay lại được nghe bằng một cái giọng nói rất hay thì đó cũng giống như một cái sự hưởng thụ ấy các bạn ạ cảm thấy nó rất là ý nghĩa đó thế và mật lệnh trong bánh nhân bánh trung thu chúng ta đã học rồi chúng ta đã à, chúng ta đã nghe rồi thế và chúng ta bệnh nghề nghiệp học rồi học rồi <laughs> tết trung thu này mật lệnh trong nhân bánh trung thu tết đoan dương tết trùng cửu đoan dương đọc rồi bây giờ chúng ta đọc tết trung thu trang năm sau đó thì tết trùng cửu nha Tết Trung Thu xem trong bao nhiêu Lát quay trở về trong năm cho dễ 206 Ok 206 Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục Nguyễn Tử Quang điển hay tích lạ Tết Trung Thu Tết Trung Thu ăn vào ngày rằm tháng 8 Nguyên cuối đời nhà Tây Hán Năm 206 trước 23 sau dương lịch Vương Mãng nhân được cầm giữ chính quyền thiện tiện phế lập và cuối cùng cướp được ngôi vua đặt quốc hiệu là tân bấy giờ có người tông thất về chi xa của nhà hán là lưu tú nổi lên chống lại vương mãng chiếm được thành trì nhưng mà thế lực của mãng còn thời mạnh mẽ nên là lưu tú bị bao vây phải chờ binh cứu viện trong thời gian chờ đợi trong thành đã hết lương thực quân sĩ phải đào củ chuối mà ăn rột của củ chuối củ vỏ cũng không còn nữa và binh cứu viện thì cũng chưa thấy đến lưu tú lấy làm lò lắng mới đặt bàn hương án cầu trời nếu có thể khôi phục được hán triều dòng hán chưa tuyệt thì xin thượng đế ban phép màu cho mọc vật chi để cầm cự đỡ lòng mà chờ viện bình đến lời của lưu tú động đến thiên đình sáng hùng sầu giữa lúc quân lệnh hào đất để tìm vật ăn thì bỗng đào được một thứ khoai họ mừng rỡ đem về nấu ăn đó là một thứ khoai môn vị rất bùi ăn rất ngon nhưng mà quân lính ăn nhiều quá mang chứng sình bụng không tiêu được lưu tú đâm hốt hoảng lại đặt bàn hương án cầu trời Ba hôm sau, quân lính ở trong thành đi tìm thức ăn, bỗng bắt gặp một thứ cây bưởi có trái, Họ hái cái trái ấy ăn thấy ngon nên ăn nhiều quá và cũng nhờ đó mà đi tiểu được. Không còn mắc phải chứng bệnh sình bụng nữa. Cầm cự một thời gian như thế, viện bình đến, dùng cái cách ngoại công nội ứng nên giải được vây. Ngày mà lưu tú cầu trời nhằm ngày rằm tháng 8. Truyền thuyết như thế, sau vương mãng bị giết, Hai năm sau, Lưu Tú bình định được toàn quốc, lên ngôi vua tức là Quang Võ Đế nhà Hậu Hán. Nhân Quang Võ đóng đô ở Lạc Dương, thuộc về miền đông nước Tàu, nên gọi là Đông Hán. Vì muốn kỷ niệm những vật nuôi sống trong thời gian bị vây là khoai môn và bưởi, nên cứ đến ngày rằm tháng 8, nhà vua lại làm lễ tạ trời đất lại thưởng trăng bằng hai vật là bưởi và khoai môn rồi được truyền khắp dân gian hai vật này chính là hai nhân vật chính mà người tàu dùng để cúng trăng sau lần lần người ta mới bày thêm bánh in có đề chữ trung thu nguyệt bỉnh tổ chức thành một ngày lễ long trọng gọi là tết trung thu vì ngày rằm tháng 8, mùng 8 tháng 8 đúng vào giữa mùa thu. Theo luật âm dương tuần hoàn trong một năm được định phân 4 kỳ là xuân phân, hạ chí, thu phân và đồng chí. Rằm tháng 8 là vào thời kỳ thu phân, giữa mùa thu lại giữa tháng 8 nên gọi là tiết trung thu. Tiết trung thu đọc trại là Tết trung thu khi nói đến tết trung thu là nói đến trăng tròn trăng sáng trăng đẹp thế nên người tàu còn kêu tết trung thu là lễ trồng trăng lễ này có mục đích là trông mặt trăng để đoán định vận mạng của quốc gia tiên liệu mùa màng và trồng trăng để gợi nguồn cảm hứng cho thi tứ của tao nhân mặc khách theo cổ học đông phương thì trăng thuộc về thủy trong năm ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà thủy là nước là một yếu tố quyết định của nghề nông cho nên vào đêm rằm trung thu nhân dân kéo ra sân mà quan sát mặt trăng nếu trăng vàng thì nằm tới sẽ trúng mùa tầm tơ nếu trăng có màu xanh màu lục thì thiên hạ sẽ lâm cảnh thất mùa cơ hàn do thiên tai hạn hán lụt lội nếu trăng trong sáng màu cam Theo cổ học Đông Phương thì trăng thuộc về thủy trong năm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà thủy là nước là một yếu tố quyết định cho nghề nông Cho nền vào đêm rằm trung thu nhân dân kéo ra sân mà quan sát mặt trăng nếu trăng vàng thì năm tới sẽ trúng mùa tầm tơ nếu trăng có màu xanh màu lục thì thiên hạ lâm cảnh mất mùa, cơ hàn do thiên tai, hạn hán lụt lội. Nếu trong trong sáng mổ cam la, biểu lộ một cảnh hạnh trị thái bình. Đấy là ngắm trong trùng thu để tiên tri cuộc đời, tiên tri thời cuộc mùa màng Còn tao nhân mặc khách ngắm trăng thu để gợi nguồn cảm hứng Những nhà thơ của Việt Nam cũng như những nhà thơ của Trung Hoa Có rất nhiều những áng thơ về trăng thu và về mùa thu Nhưng mỗi người lại có một tính cách Cũng như thơ có nhiều sắc thái do tình cảm buồn sầu vì thu Hay vui vẻ vì thu chẳng hạn Đỗ Phủ, một thi hào danh tiếng đời thịnh đường 715 đến 766 nhân lanh đanh phiêu bạt đất khách có hai nằm trời lòng hoài vọng cố hương nền gợi lòng trong một bài thơ thu hứng giật lâm ly ảo não ngọc Lộ điêu thương phong thủy lâm vu sơn vu giáp khí tiêu sâm Giang gian ba lãng kiếm thiên dũng Tái thượng phóng vân tiếp địa âm Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, cố chu nhật lệ, cố biên tâm. Hàn y xứ xứ thối đao xích bạch đế thành cao, cấp mộ trầm. Dưới đây là hai bản dịch, một là của cụ Nguyễn Công Chứ và một là của ông Ngô Tất Tố lác đác rừng phong hạt bóc xa ngàn lau hiu hắt khí thu mờ Một trời sóng dậy lòng sông thẳm dọc đất mây ùn mặt ải xa khóm trúc tuôn hai hàng lệ cũ con thuyền buộc một mối tình nhà lạnh lùng dục kẻ tay đau thước thành quạnh dồn chân buổi ác tà bản dịch của nguyễn công chứ và úa rừng phong hạt móc bay, non vu hiu hắt phủ hơi mây, dòng sông cuồn cột trời túng sóng, ngọn ải mờ mờ đấy dập mây. Lệ tuổi sợ coi tròm cúc nở, lòng quê mong buộc chiếc thuyền đầy. Dục ai kéo thước lo đổ lạnh, đập vải trời hôm rộn tiếng chảy. Bản dịch của Ngô Tất Tố các bạn thích bản dịch nào hơn ạ? À? Ồ, thế là nguồn gốc của um, Trung Thu là như thế đấy. Cái <laughs> cổ vui quá bởi vì chính bản thân mình um, hôm nay mới nắm kỹ về cái nguồn gốc của Tết Trung Thu. Và bởi vì là bánh Trung Thu thì giống như là hôm qua chúng ta đọc là mật lệnh ở trong nhân bánh Trung Thu ấy, thì mãi đến đời nhà Trung Nguyên Trương. Tức là sau nhà Nguyên, uh, tức là tờ nhà Nguyên này đi uh, uh, khởi nghĩa chống lại quân Nguyên, tức là quân Mông Cổ thì là mới có bánh trung thu thế và từ uh, trước thì chỉ có là quả bưởi với lại là khoai môn bây giờ thì cô cầu mới biết là quả bưởi uh, xuất hiện ở trong uh, tết trung thu là ý nghĩa như thế thế còn khoai môn thì vì ở việt nam cô cầu cũng không biết là ở việt nam chỗ các bạn thì có cúng bằng khoai môn hay không nhưng mà ở dưới nhà cô cầu thì truyền thống bao nhiêu năm nay rồi đó là chỉ có quả bưởi chắc chắn rồi tết trung thu là phải có quả bưởi rồi có quả hồng rồi có bánh trung thu thì ở Việt Nam chúng ta có bánh uh, trung thu là bánh dưa uh, biển thế còn chúng ta còn ngoài cái bánh bánh trung thu dưa biển là chính là bánh nướng thế còn uh, có loại bánh thủy trinh trung chiêu biển thì là thủy tinh dưa biển chính là cái bánh dẻo các bạn nó làm nó trong vắt nhìn rất là đẹp long lanh ừ, dễ thương như là cái 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 cái, cái thủy tinh ấy. đó, suổi chinh, suổi chinh, như bình, bánh thủy tinh ừ, Rất là ngon luôn À bánh thủy tinh à Trời ơi Ồ oh, thủy tinh bây giờ tự nhiên Mình lại nhớ ra lần trước mình có đọc Bài um, cái chuyện uh, Bách yêu phổ Thế là cái con cáo nó ngồi trên lưng cô À ngồi trên vai cô đào yêu Và cô đào yêu cho nó đi chơi chợ đêm Và ăn bánh thủy tinh Cô cứ, cứ, cứ mà không biết bánh thủy tinh là bánh gì Hóa ra nó chính là bánh dẻo, à, <laughs> hay quá, đọc cái này lại nhớ đến cái kia, <laughs> rồi ạ, à, thế và bây giờ chúng ta lại đi tiếp xem là sau cái mật lệnh trong bánh trung thu này, cô đã đọc rồi, thì bây giờ câu cầu sẽ đi tiếp đến phần tiếp theo, đó chính là à, về một số cái ngày ngậm bánh trung thu, đấy ở trong này còn có cả đây nhân bánh lịch sử trung thu bánh trung thu của Trung Quốc có to lắm các bạn ạ To, dày Nhìn thấy đã thấy sợ hãi rồi Chứ đừng nói nhưng mà ngồi là thưởng thức mà ăn nữa Nó cũng, với câu khẩu thì nó cũng không ngon được Như là bánh trung thu của Việt Nam đâu Tất nhiên bây giờ bánh trung thu của Việt Nam Có nhiều vị lạ Nhưng mà những cái bánh trung thu truyền thống Ví dụ là nhân thập cẩm này Hay là nhân có nhân thịt quay, ấy, nhân thịt ấy, Hoặc là bánh trứng muối Thì các bạn rất là thích Nào, vì làm việc vất vả xong rồi uống trà trà chiều thì ăn một mẩu bánh trung thu như thế thì cũng rất là hay. Đó. Thế và bây giờ chúng ta lại tiếp tục điển hay tích lạ. Nguyễn Tử Quang, Tết Đoan Dương. Tết Đoan Dương cũng gọi là Tết Đoan À xin lỗi cái này chúng ta đọc rồi, Tết Đoan Dương là Tết Đoan Ngọ. Bây giờ chúng ta phải đi Tết uh, trùng cửu. Xin lỗi xin lỗi. Nhắc đến bánh uh, trùng thu nhắc đến ăn là lại <laughs> cái não không hoạt động nhanh bằng cái mắt cái mắt không hoạt động nhanh bằng cái não cái não không hoạt động nhanh bằng cái bụng ố mạng cứ chập chờn chập chờn không biết là có vào không vừa rồi google phải đọc lại một đoạn ấy, bởi vì là thấy nói rằng là mạng hơi bị chập chờn nên là nếu mà các bạn nghe mà bị trùng hai đoạn thì nghĩa là google sợ bị bị mất cho nên là google phải đọc lại một đoạn ấy, cũng ngắn ngắn thôi nguyễn tử quang điển hay tích lạ tép trùng cửu theo phong tục của Tàu thì tất Trùng Cửu ăn vào ngày 9 tháng 9. Nguyên đời hậu Hán, từ năm 25 đến năm 250, có hoàng cảnh người ở huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với phí trường phòng. Một hôm trường phòng bảo cảnh ngày 9 tháng 9 tới đây gia đình của nhà ngươi phải tài gặp phải tài nạn vậy thì đến ngày đó người nên đem cả nhà lên trên núi cao tay đeo túi đỏ đựng cái hộp thù du một loại tiêu uống rượu hoa cúc tối sẽ trở về mày ra tránh khỏi tài nạn hoàng cảnh vâng theo lời thầy quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó ở trong nhà bị dịch chết hết vì tích trên nên về sau hàng năm đến ngày mùng 9 tháng 9 người ta bỏ nhà lên núi lánh nạn lâu đời thành tục gọi là tết trùng cửu sau dần thay đổi tính chất, Tết Trùng Cửu lại dành riêng cho tàu nhân mặc khách, lên núi uống rượu làm thơ, sạch phong thủ ký lại chép. Cuối đời nhà hạ, vua kiệt dâm bạo tàn ác, thượng đế muốn dân nhà vua đền dáng một trận thủy tài, làm nhà cửa khắp nơi bị chìm xuống nước, nhân dân chết đuối, thay nổi đầy sông cuối đời nhà Hạ từ năm 2205 đến 1818 trước dương tức trước công nguyên. Nạn thủy tai đó nhằm ngày mùng 9 tháng 9. Vì vậy mỗi năm đến ngày này, nhân dân lò sợ, già trẻ trai gái đều đua nhau quẩy thực phẩm lên núi cao để lánh nạn, tục ấy thành lệ. Đến đời Hán Văn Đế năm 176 đến 156 trước công nguyên, vua cho dựng một cái đài cao 30 trượng ở trong cung. Mỗi năm đến ngày mùng 9 tháng 9, nhà vua cùng với vương hậu, vương tử, cung phi đem nhau lên đài ở cho qua hết ngày ấy. Sau, đến đời nhà đường, năm 618 đến 907, ngày mùng 9 tháng 9 lại thành ngày lễ Tết gọi là trùng cửu. Các văn nhân thị sĩ mang bầu rượu túi thơ cùng nhau lên núi cao say sưa ngầm vịnh cổ thi có câu gặp ngày trùng cửu đăng cao đăng cao là lên chỗ cao trùng cửu và đăng cao đều do điển tích trên các bạn thân mến ở đây thì câu hỏi bổ sung một chút ạ à. cái Tết trùng cửu này có rất là nhiều những cái hoạt động rất là thú vị các bạn chờ cô một chút nha đây này các bạn ở trong um, chương trình uh, luyện thi uh, tiếng Trung ấy thì có rất là nhiều cái bên người ta ví dụ như cái trang này này người ta thiết kế rất là đẹp ví dụ như theo chủ đề chẳng hạn như là sảng uh, tức là ngắm trăng đó thế còn chi yue là tế trăng và chi biển thì sau này mới có chi yue biển và người ta cũng có này trắng ở bên tức là hàng nga bay vào cung trăng đó thế còn sảng quây hoa quây hoa là hoa quế thưởng thức hoa quế hoa quế tuyệt vời đẹp thơm và lại còn làm được rất nhiều món ăn ngon, rượu quế và uy thu là con ngọc thố ạ. Và còn có một cái là mua chu tức là đi chạm vào mùa thu cho là mùa thu nó đẹp cho nên là đi thu hoạch quả rồi đủ mọi thứ và thoáng nhoáng chưa thoáng nhoáng phan ăn cơm đoàn viên đây là ngày tết trung thu thế còn hầu Hi cái chắc là trong đề thi giống như hôm qua câu cầu chia sẻ ấy, thì là cái đề uh, người ta cũng chả nỡ giới thiệu với cái ông hậu nghệ ác ác đấy để cho du học sinh nó um, gọi là mất cảm tình đây là hình ảnh tráng uh, ngứa đó làm ra bay vào công không chung thế còn vừa rồi có cái ông uh, ú cang chứa quây đây các bạn này ông ngô cương chặt cây quế trông nhìn ông ở đây dễ thương chưa này <laughs> người ta cũng gây dựng một cái hình ảnh dễ thương chứ không phải là một cái kẻ đồ tể sát nhân à, háo sát như thế <laughs> à, hôm nay câu cầu đọc cái bản này các cầu mới biết đây ông này đấy thế thì đây câu cầu nhìn thấy cái hình này thì thấy là đây rõ ràng là ông ấy cầm cái rìu mà ở trong tài liệu của mình nói là cái búa trong cái, cái bản thì cái gì thủy hử ấy bản dịch ấy cũng có lúc nói là cái búa nhưng mà có lẽ là đây là một cái tên gọi khác của của cái dìu chăng tôi cũng không rõ đó thế và các bạn thấy chưa đó nha thế và còn có một thành ngữ nữa là uy thu tảo giao ở đây trong cái tài liệu của cụ nguyễn tử quang thì không thấy có nhưng mà cái uy thu tảo giao này cô, cô trước kia con đọc nói chung là đọc qua qua thì còn duy bình chỉ y tất cả những cái câu chuyện mà câu cầu chia sẻ ở trong uh, điển hay tích lạ này đều như mà bạn nào mà luyện thì HSK cái mà bạn uh, nghe được thì cũng có ích cho bạn đó. À đây rồi, khoai môn này các bạn ơi. Bây giờ câu cầu mới biết là ai chà chà hóa ra là Đúng là em khoai môn. Đây này, giả uy thố với lại yêu chữ. Yêu chữ thì Google biết, quả bưởi thì Google biết. Nhưng mà cái khoai môn thì Google không biết. Bây giờ mới biết đó. Cho nên là cuốn sách này tuyệt vời quá. Thật là hữu ích cho một giáo viên dạy luyện thi như cầu Còn trân chiến người ta làm rất tốt. Có nhiều trang người ta làm tốt lắm đó thế và đây là cái tài liệu mà cô cô dành để giảng về chống dáng cha chế, tức là ngày lễ trùng trùng dương đó là Tết của những người già đó thế và các bạn nhớ là tại vì sao người ta lại uh, có thói quen lên núi câu cũng chia sẻ thật đó là ngày trước ấy câu không biết là tại vì sao có rất là nhiều những cái bài thơ đường cứ có là đăng cao đăng cao đăng cao mà không biết đăng cao nó là cái gì và cũng không biết là vì sao người ta viết nhiều cái bài đăng cao thế thế và sau đó thì bây giờ tìm hiểu tức là các bạn nhớ rằng là cái bài thi trúng giáng chiến này theo câu khẩu đánh giá thì trong cái bản đó, thì hskk cao cấp mà đọc tức là đọc uh, diễn cảm ấy, thì cái đoạn văn nói về tết trùng dương là khó nhất bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có cái phong tục tập quán để đón Tết trùng dương Chúng ta cũng không đi leo núi vào cái ngày đó bởi vì chúng ta còn bận đi đi làm Chúng ta cũng không uống rượu hoa cúc Cô Khẩu đọc cái này mới biết là ờ, hoa cúc có thể ngâm rượu uống được à Vì Cô Khẩu cũng chỉ biết là mua hoa cúc về cắm này, hoa cúc rất là đẹp Lại có ý nghĩa ví dụ như là thanh khiết cho nên là mang về để mua về thắp hương vào những ngày rằm ngày lễ Còn... Um, hoa cúc còn có thể là pha trà hoa cúc uống bổ cho mắt đấy thế nhưng mà ở đây thì mới biết rằng là uh, tết trùng dương thì người ta uống rượu hoa cúc đây này một chú hoa triệu này người ta ngắm cảnh uh, hà san uh, leo cao tân cao thế và người ta nếu như mà người ta không đi leo núi được thì người ta sẽ ăn một cái loại bánh gọi là trúng dáng cao đó thế và đây câu cầu tìm được cái tài liệu này người ta làm rất là dễ thương tâng cao nghĩa là đi lên cao ngoài ra còn có một cái mà vừa rồi trong cái bản của cụ nguyễn tử quang có nhắc đến đó là cái thù du đó biên cha chu ý nghĩa là cắm cái 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 thù du này các cậu nghĩ rằng cái thù du này nó giống như là cái lá na hoặc là cái lá uh, trầu không ở việt nam ấy hoặc là củ tỏi ở việt nam ấy để người ta các học tìm hiểu thì người ta nói rằng là khi mà đi leo núi thì dắt cái lá thù du này nó tránh tà ma và nó chống lạnh cho nên là leo lên núi cao thì sẽ dễ bị lạnh và dắt nó vào người như thế này để tránh tà ma rồi tránh các loại. Có lẽ có thể là nó là một cái, nó phát ra một cái chất mùi gì đó mà các con uh, côn trùng nó ngửi vào và con rắn ấy, hay con gì đó nó ngửi vào nó sợ. Có lẽ là bản thân cái cây này nó, nó là một loại thuốc mà. Cựa vì bố có cầu làm thuốc cho nên ngày bé là hay ăn vụng ngô, gọi là ngô thù du, có loại thù du ăn được ví dụ như là thủ du của nước ngô tức là cái vùng quảng đông ấy thì cái vùng phía nam ấy thì có thể ăn được bố cô cầu hay gọi là ngô thủ du đó thế là hóa ra là cái cây thủ du này nhưng mà trong cái bản đọc hsk càng cao cấp ấy thì có cái cái cây nhìn nó lạ quá cô cầu chẳng biết đọc nó là gì cái chữ úi kìa thế sau đó thì phải đi tra mãi hóa ra đọc là chu ý trời ơi khó quá đó các bạn ạ đấy đây là tài liệu mà cơ cấu thiết kế dọc trò đó thế và có một bài thơ rất là hay uh, đời nhật đường triệu yue triệu rư y san tung sung ti nghĩa là ngày mùng 9 tháng 9 um, nhớ về những người anh em sơn đông đó của nhà thơ đời đường vương duy tú dài y xiang ấy Y khờ mẹ phấn gia chế bê sư chín giáo trì xung kỳ, tân cao trụ Bên trà trụ yu sảo y rấn Là một mình ở đất khách quê người Mỗi một khi uh, đến ngày lễ Tết Thì lại càng nhớ nhà hơn gấp nhiều lần Ở nơi xa những huynh đệ đang đăng cao và những người rất thủ du đó thì thiếu một người thiếu một người là thiếu ai là thiếu cái người đang ở cái nơi phương xa làm đất làm người khách đất lạ đó bài thơ này Câu gầu rất là thích và Câu gầu cũng chỉ thuộc có mấy bài thơ thôi đây là chú ý chú ý là thủ du đấy các bạn nhìn nó rất là giống cái quả kỳ tử đúng không ạ người ta vừa ở trong bài cô vừa thấy cụ Nguyễn Tử Quang nói là nó là một loại tiêu nhưng mà cái này tốt lắm đấy cái này nó là vị thuốc nam ngày trước bố cô cầu làm thuốc nên cô cầu cứ ngồi hóng ở bên cạnh bố để ăn vụng ăn vụng cái mỏ hỗn này là do nhờ ăn vụng thuốc của bố mà thành đó thế và bánh trúng dáng cao cái cao đó là cái cao thì là nó chính là bánh nhưng mà thường là bánh nếu mà bánh chiên thì là người ta sẽ dùng là biển nhưng mà cái bánh mà bánh hấp giống như là bánh nó xốp xốp hơn ấy, thì gọi là cao giống như là bánh sinh nhật bánh bông lan thế và trúng giang cao là lấy cái nghĩa tại sao không gọi là trúng giang biển mà đọc là trúng giang cao bởi vì cái cao này nó cùng nghĩa cùng âm với cái chữ tân cao cao mà thế và cái bánh này nó khá là ngon có rất nhiều lớp màu rất nhiều màu sắc nó giống như là tầng tầng lớp lớp là leo lên các bậc thang đi leo núi đó thì cũng may mắn là câu cầu ở bên đó mười mấy năm mười hai năm là cho nên là mấy cái phong tục này cũng được tìm hiểu và cũng có lần được đồng nghiệp tổ chức cho đi leo núi mệt mỏi trôn hết cả chân các bạn ạ đi leo núi leo lên thì đã mệt rồi nhưng mà đi xuống mới kinh khủng với xuống nó trốn hết cả chân toàn phải đi ngược lại về bắp chân nó nó, nó, nó như là bắp chân đi mượn của ai kinh khủng khiếp đó, đó là về cái rồi đây này à, Chúy hoa triệu rượu hoa cúc à, Chúng ja, chiều uống tốt lắm À đây này các bạn này Cái bài đọc diễn cảm trong chương trình thi hát ấy, ca, ca, cao cấp ấy Toàn từ mới thôi ha Các bạn nhìn thấy chưa Bên ra chú, ý đây này Rồi ơi lúc mà câu cầu lần đầu tiên Đọc vì trước khi luyện thi là câu cầu Bản thân câu cầu phải đọc trước mà Trời ơi tao nói nó khó Cha chú ý Từ này câu cầu không biết đọc Sau đó đi cha gần chết rồi, tân cao chuyến hoa. bản Đây là một trong cái bản mà Google thấy rằng là đọc cực kỳ khó. Nếu như mà bạn nào mà đi thi mà vớ ngay vào cái bản đọc này thì cũng là gọi là... Mà bạn còn chưa ôn kỹ thì cũng gọi là này nọ đó kia đó. Rồi, đây. Và các bạn thân mến, đây còn có một bát mì. Đố các bạn biết bát mì này làm bằng thịt gì? Bát mì này làm bằng thịt dê. Bởi vì sao? Bởi vì thịt dê trong tiếng Trung là giáng, rủ. Thế vậy cái hình này đẹp quá, tôi rất thích cái bản thiết kế này của họ luôn. Thế và người ta ăn thịt dê là bởi vì đây cơ chế hoa triệu này, ăn thịt dê bởi vì là cái chúng giáng râu miên giáng mà giáng này giáng là chữ giáng này thì nó là cùng âm đọc với cái chữ chúng giáng, nó âm cùng âm đọc. Thế và uh, ăn mì thì uh, còn có nghĩa là cái mì cái sợi mì nó dài dài ấy nó cũng là tuổi thọ con người dài dài ngoài ra ăn thịt dê thì nó nóng nó giữ nhiệt và quan trọng nhất đó là người ta chơi chữ đó thế nên là người trung quốc đúng là người ta sâu sắc thật sự luôn đó người ta sâu sắc thật có rất là nhiều những cái kiến thức hay mà bởi vì bản thân có thể là do bản thân mình thiếu hiểu biết hoặc có thể là mình không có cái truyền thống đó cho nên là câu cầu cũng rất là may mắn khi mà luyện thi cho học sinh thì câu cầu biết thêm được rất là nhiều điều vâng ạ thế và câu cầu đã chia sẻ xong với chúng ta về tết trung thu với lại là tết dành cho người cao tuổi đó là tết trùng cửu rồi ngày mùng chín tháng 9 âm lịch đó thế và hôm sau thì câu cầu sẽ tổng hợp và chia sẻ về tết thanh minh tết hàn thực và những cái phong tục tập quán có liên quan đến những cái ngày lễ ngày Tết uh, Rất là hay phải không ạ <laughs> Thế và uh, rất là cảm ơn các bạn Và hôm nay cũng là ngày 18 tháng 10 rồi Thì không biết là cơ quan của các bạn đã tổ chức kỷ niệm cho chị em phụ nữ chưa Bởi vì hôm nay là thứ sáu Còn nếu như mà uh, hôm nay mà chưa được tổ chức Thì uh, chắc là gia đình phải tổ chức Hoặc là nếu mà không có gia đình tổ chức nữa Thì chúng ta tự tổ chức vậy Câu à, cầu thường tặng quà cho chính bản thân mình thế Và gửi lời chúc đến các chị em Chúc chúng ta mạnh khỏe Cuộc sống nội tâm phong phú Và luôn luôn có tình yêu sâu sắc đối với bản thân <laughs> Cảm ơn các bạn